Xin chào các bạn, các cụ có câu là tiền nào phải đấy. Vậy thì để làm sao cho các bạn có thể mua được một sản phẩm cực kỳ tốt nhưng mà giá trị các bạn lại bỏ ra cực kỳ ít, điều đó là điều không thể rồi. Vậy thì chúng ta chỉ có cách là trong cái tầm tiền, khoảng tiền đấy chúng ta đang có, chúng ta chỉ có cách là chọn ra một sản phẩm tốt nhất trong cái phân khúc ấy, trong cái tầm tiền đấy thôi. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc xe tải Tesla 100. Đấy, một sản phẩm cực kỳ hot trên thị trường xe tải dưới 1 tấn. Và thực tế để mà nói thì tất cả các chiếc xe tải dưới 1 tấn bây giờ đều chạy xăng và giá trị của nó cũng gần gần xem nhau. Nhưng làm sao để các bạn chọn được một chiếc xe tốt nhất với cái giá trị như vậy? Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc xe tải Tesla 100 nhé. Mời các bạn cùng dõi theo hết video của tôi. Xe tải Tesla 100 thì ra đời từ tháng 6 năm 2018. Vậy là tính đến thời điểm này thì chiếc xe này đã ra thị trường tròn 3 năm rồi. Và nó vẫn đang vào thị trường rất là tốt. Nó chứng tỏ được một điều là chiếc xe này cực kỳ an toàn. Và trong phân khúc xe tải dưới 1 tấn, nó là một sản phẩm cực kỳ tiềm năng. Hơn nữa, xe tải Tesla 100 thì nó đến từ tập đoàn Daehan Motor của Hàn Quốc. Đó. Nhà máy Daehan Motor thì được đặt và xây dựng tại huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó thì lại giúp cho chúng ta có thêm một lợi thế là chúng ta được sở hữu một sản phẩm đến từ Hàn Quốc, mang chất liệu đến từ Hàn Quốc, nhưng mà sản phẩm lại được lắp ráp trong nước. Vì thế cho nên chúng ta có cơ hội được tiếp cận sản phẩm với một cái giá trị cực kỳ thấp. Nó không phải mất thuế nhập khẩu, cũng như là khi mà chúng ta có xảy ra hỏng hóc hay sửa chữa gì ấy, thì cái linh kiện phụ kiện nó cũng luôn luôn có sẵn, nó luôn ở trong nước và chúng ta sẽ không phải mất thời gian chờ đợi linh kiện về như những chiếc xe nhập khẩu. Đấy. Thì tiếp theo tôi sẽ đánh giá chi tiết về những cái mặt nổi trội của chiếc xe Tesla 100 ở đây, để cho các bạn biết là với hơn 200 triệu một chút thì sản phẩm Tesla 100 ở đây thực sự là một sản phẩm cực kỳ tốt. Thì đầu tiên đến cái thiết kế ngoại hình, như các bạn thấy ở đây thì Tesla 100 được thiết kế theo dạng đầu dài với dạng là khí động học. Với cái thiết kế này thì sẽ giúp cho xe di chuyển nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn, cũng như là nướt gió hơn, giúp chúng ta tiết kiệm nhiên liệu. Với cụm đèn bi xê nhông ở đây, pha cốt độc lập này, đấy, có giải sáng lên tới 200m. Đó, một cái giao diện cực kỳ đẹp với mặt ca lăng mạ đầy chrome với logo chữ Daehan ở đây. Đó, và cũng được trang bị đầy đủ đèn phá sương cũng như là mặt lưới tản nhiệt rất là lớn ở đây, giúp cho cái việc lấy gió và làm mát động cơ cực kỳ tốt. Tiếp theo đến mà tôi muốn giới thiệu đến chủ yếu đó chính là về phần động cơ của chiếc xe nhá. Đây. Với 200 triệu thì các bạn có thể sở hữu một sản phẩm có sự kết hợp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Đấy, vừa đẹp vừa chất. Thì đây, xin mời các bạn cùng nhìn rõ về chiếc động cơ của chiếc xe tải Tesla 100. Động cơ Mitsubishi của Nhật Bản đã được dập nổi. Điều này chứng tỏ là rằng là cái động cơ này đã được Mitsubishi của Nhật Bản bảo hộ và cam kết nó là theo đúng công nghệ của Mitsubishi các bạn nhá. Đấy. Phần tiếp đến mà các bạn sẽ có đó chính là cái nội thất cực kỳ rộng rãi với hai vị trí ghế ngồi. Và ở bên trong thì cũng đã được thiết kế đầy đủ, ví dụ như là hệ thống trợ lực lái điện, rồi là điều hòa hai chiều, rồi là gương kính chỉnh điện. Đấy, tức là trên chiếc xe này đã được tích hợp đầy đủ các tính năng hiện đại nhất mà các bạn cần có ở một chiếc xe bây giờ. Ngoài ra về hệ thống khung gầm cũng như hệ thống thùng thì đây, mời các bạn theo dõi kỹ vào đây. Ở dưới hệ thống khung gầm thì Tesla 100 được thiết kế khung gầm dạng cong. Với cái thiết kế khung gầm dạng cong này thì sẽ giúp cho chúng ta triệt tiêu tối đa các cái lực phản lại khi chúng ta đi vào những cung đường sóc, giúp cho chúng ta di chuyển cái xe êm ái hơn, cũng như nó sẽ đảm bảo được cái độ ổn định của hàng hóa khi để trên thùng. Hơn nữa bổ trợ cho nó là hệ thống nhíp với 6 lá nhíp. Cái bộ lốp này thì thực tế mà nói nó không phải là một cái hệ thống lốp gọi là quá khủng khiếp, thế nhưng mà đối với xe tải 1 tấn thì nó rất là phù hợp. Bởi vì dưới 1 tấn, tải trọng dưới 1 tấn thì chỉ cần bộ lốp này thôi. Hơn nữa là nó cũng rất an toàn khi mà chúng ta có xảy ra sự cố về lốp, ví dụ như là thủng xăm ấy, thì cái lốp không xăm này nó sẽ xuống từ từ, nó sẽ không làm cho các bạn bị bất ngờ khi đang di chuyển với tốc độ cao. Khi mà các bạn sử dụng một cái lốp có xăm ấy, mà các bạn di chuyển với cái tốc độ cao mà nó bị bục lốp, bục xăm ấy, thì nó sẽ rất dễ bị lạng, bị miệng. Và khi đó thì các bạn cũng sẽ biết rồi đấy, hậu quả nó cực kỳ nghiêm trọng. Đấy. Còn ở phần thùng nhá, thì tất cả các phiên bản thùng của Tesla 100 đều sở hữu một cái kích thước cực kỳ lớn, dài tới 2m8, rộng và cao 1m6. Đấy. Một cái kích thước thùng cực kỳ khó tìm trên xe tải dưới 1 tấn bây giờ. Đấy. Nếu các bạn đang cần tìm một chiếc xe tải phân khúc dưới 1 tấn mà các bạn còn đang băn khoăn thì hãy xem hết video này của tôi. Phân khúc tầm tiền từ 190 đến hơn 200 thì Tesla 100 là một chiếc xe top 1.
Nếu các bạn còn đang phân vân chưa biết tìm chiếc xe nào trong phân khúc xe tải dưới 1 tấn thì hãy nghiên cứu rõ chiếc xe tải Tesla 100 này nhé. Cuối cùng tôi xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin chào.